Sáng ngày 7 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa tổ chức phát động chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa đã hưởng ứng tham gia, đồng thời kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân chung tay tiếp nhận, hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương mang giá trị nhân văn sâu sắc đã thực sự lan tỏa, truyền đi thông điệp về tình người, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, quý giá của dân tộc Việt Nam. Đến nay, sau một tháng triển khai chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa đã kêu gọi, kết nối được 57 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đóng góp gần 1,8 tỷ đồng để đỡ đầu cho 85 cháu với thời gian từ 2 đến 5 năm. Mức hỗ trợ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi cháu một tháng. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm để các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được giúp đỡ để các cháu yên tâm học tập. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biển tượng trưng cho các tập thể cá nhân tham gia ủng hộ chương trình, đồng thời trao quà cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, đã trao tặng giấy chứng nhận của tỉnh hội cho một tập thể, một cá nhân đã có công trình phần việc tiêu biểu xuất sắc. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa tặng giấy chứng nhận của huyện hội cho 8 tập thể có công trình phần việc tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.